Xin chào cả nhà, xin chào toàn thể anh chị em thân mến trên trang mà YouTube của mà Nguyễn Đứng. Chúc mấy anh chị mình một buổi tối vui vẻ và tràn đầy và hạnh phúc bên gia đình và bên người thân và bên bạn bè. Hôm nay thì tối ngày hôm nay thì mà Nguyễn Đứng mà sẽ ăn món đó là cút nướng. Tối nay Nguyễn Tướng làm món về hai con cút này nướng này hai con cút này thì Nguyễn Tướng thì kêu kêu người ta nướng cho mà Nguyễn Tướng là hai con này gần 30.000 này mấy anh chị tại ăn tối đêm hôm này thì em cũng chân thành và cảm ơn và những mấy anh chị vừa qua thì cũng đã xem video em và những bà bạn bè từ sáng nay thì cũng có xem video của mà Nguyễn Tuấn thì Nguyễn Tuấn thì cũng rất mừng vui mừng và Nguyễn Tuấn thì cũng chân thành và nói cảm ơn những mấy anh chị đã ghé thăm và qua kênh của Nguyễn Tuấn thì Nguyễn Tuấn cũng sẽ và cũng trả lại hết và Nguyễn Tuấn cũng đi qua nhà của những mấy anh chị và bạn bè thì qua ủng hộ thì cũng đã ủng hộ cho nhau. Bây giờ em sẽ vào cái chính thức quầy cái mà món vào quầy con gà này. Hiện giờ em đang ăn mà hai cút nha anh chị. Chúc anh chị đồng buổi tối vui vẻ tại vì tối này nè tại vì em không có gì ăn á tại vì ăn thịt ăn cút này em mời cả nhà nghe mời cả nhà chút xíu nữa thì em mới quay mà màn hình camera này trước đặng mới gặp mặt em được em ở cái nhà. Thì cái sáng này nè em có làm quay video hoài đó là cái ốc gạo á, ốc gạo thì em có bắt ở ngoài đồng á thì mấy anh chị nào mà có xem mà vô hoài quyên có xem video của em thì em cũng chân thành hoài em cảm ơn thì các bạn ơi và mấy anh chị em ơi thì cùng thì có thì cùng nhau luôn luôn ủng hộ cho nhau hoài kinh cho nhau luôn luôn phát triển và luôn luôn và đoàn kết với nhau. Em xin chào cả nhà nghe. Bây giờ em sẽ quay về camera ấn trước thì chúc mấy anh chị mình một buổi tối thì một ngày thứ bảy và một ngày đi chơi vui vẻ và làm video thật đầy là vui vẻ. Hôm nay thì chủ đề em làm về các chủ đề làm những các món ăn những các món ăn rồi kinh kinh mà ẩm thực thức ăn. Thì chúc mấy anh chị và xem video và vui vẻ ha. Xin chào cả nhà nha, em xin chào ở nhà chơi, xin chào toàn thể anh chị em nha. Hôm nay thì em mua chiều này là mấy anh chị, em mua hai con cút này nè. Em mua hai con cút này nè là ở ở đằng chợ ngon lắm anh chị.
mua hai con này về ăn mà thử coi mà hai con này là nó mà hết hay không. Cút nướng mà chấm với mà bột cải mấy gì ăn rất là ngon mà thật thật mà ngọt. Em mà tới nhà không thì mà hồi sáng á, thì hồi sáng mà giấc trưa em có làm cái đó là chủ đề về cái mà món ốc gạo mò ở ngoài đồng thì em sẽ và nỗ lực và em sẽ và cố gắng và em sẽ làm thêm cái và video tạo thêm những cảnh đồng quê quê hương lúa cái đồ miền Tây đồ trong nước cái đồ thì phong cảnh rất đẹp thì em sẽ làm những video đó rồi cho mấy anh chị xem và em sẽ cố gắng và em sẽ có mà cái động lực dùng cho em. Mấy anh chị mà nha mấy anh chị mà xem video á thì em thì cũng có nói như như thế này em cũng đóng góp cho mấy anh chị mấy mấy anh chị có xem video quá thì mấy anh chị xem mà xem thì xem cho hết video thì đừng xem nửa chừng mà ra thì có thể là kênh của mấy anh chị thì nó bị mà bị xăm á đó. Cái này là có thể là nó bị xăm bình luận thì nó kéo mà cũng hơi dài á thì dài hay ngắn gì á nó cũng có cái phần mà nó nhận xét á thì nó em không biết hiểu mà cái mà nguyên do gì mà nó bị xăm nữa thì mấy anh chị bình luận thì cứ bình luận dài cho em thì em vui rồi. Mày em mời mấy chị ăn cái đùi nha, mời cái nhà ăn đùi. Tự nhiên lắm ở chiều á chiều đó nhầm tự nhiên bây giờ không biết mà thèm quá bây giờ không biết mà mua gì ăn giờ cái đầu em suy nghĩ ra cái đầu hồi giờ đi chợ đi mua ăn giờ cái đầu tự nhiên thấy người ta nướng thịt mà heo quay rồi thịt quay á cái đầu đó. Tự nhiên lẩm đây là dầm dầm thấy được hai con cút nước cái đầu em kêu tao mua luôn bán luôn. Em lại kêu tao bán luôn cho hai cút luôn à. Thì nhà thì cũng mà Nguyễn Tấn thì quê thì chỗ Cần Thơ à. Những mấy bạn bè nào mà ở Cần Thơ thì An Giang hay Đồng Tháp nữa có một ngày nào đó thì Nguyễn Tấn sẽ gặp mấy anh chị. Rồi Nguyễn Tướng sẽ mời mấy anh chị một chầu ăn hay một chầu cà phê cùng nhau thì chia sẻ về kinh nghiệm làm video và làm video với nhau và làm kinh với nhau. Em thì cũng mà người miền Tây cũng mà thật thà em người miền Tây em người thật thà nhưng mà em có sao em cũng vậy chứ em không giống những người miền Tây. Làm kênh YouTube là chúng ta phải đoàn kết với nhau và luôn luôn chia sẻ với nhau chúng ta cũng cùng mấy anh chị những bạn bè những cô chú khác ăn gì nắm tay nhau chia sẻ nhau người nào mà kênh người nào mà bật được mà nó kiếm tiền được á kênh nào bật được kiếm tiền á thì em cũng mà chúc mừng những mấy bạn đó và mấy cô mấy anh chị đó thì luôn luôn thì mà phát huy tinh thần luôn luôn mà phát huy tinh thần
Hai cốt nhà bên chị em mua là nó là nó 30.000 á, mua chợ á, thèm quá mua hai cốt về ăn. Em mời cái nhà ăn nè. Thôi cái mà video này giờ thì bữa nay thì em mà nó mà kết thúc nha mấy chị. Video này thì em quay trong vòng nữa là tới 13 phút nữa thì em sẽ ngừng lại. Chúc mấy anh chị mình một buổi tối vui vẻ. Em mời cả nhà nghe. Thì nhà cô Tấn thì Cần Thơ này, người miền Tây. Những mấy bạn nào ở Cần Thơ, Long Xuyên, Đồng Tháp thì hay những bạn bè ở đằng sau vậy, em cũng luôn luôn cố gắng ủng hộ mấy anh chị và luôn luôn mà cùng sát cánh mấy anh chị. Em chúc mấy anh chị làm kênh YouTube đạt được thành được cái mà hiệu quả. Hai cốc này thôi em mà tạm dừng cái video này ở đây nghe em chị. Chúc mấy anh chị mình xem mà video và vui vẻ và có đỡ lại cho em được cái bài lời bình nhà luận và nhận xét quyền dùm cho em và đóng góp cho em chân thành và cảm ơn ạ. À.